rùa quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh Đức Thắng. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố, các thể rùa hồ được thả có trọng lượng khoảng 5 kg, là loại rùa xanh, tên khoa học là Chelonia midas, thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, ưu tiên được bảo vệ. Rùa có tên khoa học là Chelonia midas. Ảnh Đức Thắng. Hiện tại các thể rùa đã được thả tại khu vực phao số 0, thuộc vùng hồ Cần Giờ. Trước đó, các thể rùa hồ này được một người dân phóng sinh vào hồ ở chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Do không hợp với môi trường sống nên đã suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Sau đó, nhân viên thảo cầm viên Sài Gòn đã tiến hành cấp cứu, phục hồi sức khỏe cho các thể rùa hồ, đồng thời báo cáo chi cục thủy sản phối hợp lực lượng biên phòng tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi thả.